Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay. Thì hôm nay cửa hàng Bảo cũng về thêm hàng cũ với là hàng bãi Nhật Mắc In Japan cho anh chị mình chọn nha. Đó, mức giá tối ngày hôm nay Bảo về mấy sản phẩm máy khoan pin giá nó rất là rẻ luôn. Có pin có sạc giá chỉ có 200 mấy. Thì anh chị chờ đón xem nha. Rồi tiếp tục về những con máy đục Makita này, Mắc In Japan, mà đợt này có thêm tay cầm zin hết anh chị à. Đó, tay cầm chính hãng Makita. Đợt này cũng về thêm 4-5 con nữa nha. Đó, có 4 con thôi, có mũi đục luôn. Dòng này thì anh chị xài công trình là khỏi phải chê. Với lại nó rất là mới luôn. Đó, cực kỳ mới này. Tem mát đồ còn hầu như là nguyên vẹn hết nha. Dàn cơ là khỏi phải chê luôn. Thì Bảo sẽ giới thiệu sơ lại một tí xíu. Ngoài ra máy mài cũng nhiều nè. Đó, với lại máy cắt, máy hàng. Đó, thì anh chị nào á mà có nhu cầu nào mình mua những con máy nào chốt ngay nha. Hôm nay là mùng 6 tháng 2, vì số lượng hàng chỉ có một con nên là mình gọi điện giúp Bảo nha. Cả hết nha, mùng 2 tháng 6, đúng rồi. Rồi bây giờ Bảo lên số thứ tư cho anh chị mình xem. Đặt mua thì anh chị chốt luôn nha. Đó, đầu tiên là con máy khoan tua chậm nè, đầu 16mm, thích hợp là chế đánh bột nè, chế khoan bàn, con này khỏe vô địch luôn. Đó, 3 nhân giảm tốc, đầu 16mm, công suất 1800W mà giá anh chị thấy à, số 0 nha, 750.000 nó quá rẻ luôn. Đó, công suất lại lớn nè, đầu khoan lại to, cực kỳ đà luôn. Rồi, laser 12 tia Akuya nha. Đó, thương hiệu Nhật thôi. Con này á là có tổng đài hotline hỗ trợ anh chị về cái kỹ thuật máy luôn. Đi kèm 12 tia bóng là LED là sáng nhất bây giờ rồi. Anh chị mua con 12 tia nào nó cũng thế luôn. Đi kèm là anh chị thấy này, số 1 này, 990.000, quá trời này. Pin này, khay pin này. Rồi tiếp tục là chân đế cao 10 phân, chân xoay, chân treo tường, một bộ như này. Remote điều khiển từ xa, tia thì khỏi phải chê. Con này á, đóng thật cao này, làm điện nước hoặc là làm trần nhà, tia là nó sáng nhất rồi nha anh chị nha. Đó, 12 tia 3D, giá có 990.000, giảm rất là sâu luôn. Chính hãng Akuya, đó số 1990. Rồi mình lên những con máy đục Makita hàng xịn này nha. Đó, bài Mắc In Japan. Con này thì rất là khỏe về lực búa nha. Đó, dàn cơ nhảy rất là đều. Những con này là khỏi phải chê, bảo về là bán hết luôn nha. Đó, mới toanh như này. Con này số 2, 1.650.000, có tay cầm zin hết nha. Đó, dây zin nè. Đó, máy này là tất cả đều là được lên điện 220 hết rồi nha anh chị nha. Nên là anh chị khỏi phải lo mà về suy nghĩ điện 110 làm gì, cho nó hết. Rồi tiếp tục nè, số 3 nè, máy đục dàn cơ anh chị thấy nè. Riêng cái cụm này không, nó rất là dài, mình xài công trình biết bao giờ mới hư nha. Một con thì sẽ được một mũi đục nha. Đó, khỏe kinh khủng lắm anh chị nha. Con này số 3 cũng mức giá 1.650.000, tay cầm zin luôn. Đó, mã máy nè anh chị nhìn cái tem nha, Mắc In Japan. Mã máy là HM0830 nha. Đó, hàng Nhật luôn, Mắc In Japan luôn nha. Rồi tiếp tục số 4 nè. Con này cũng mức giá đồng giá luôn, 4 con giống nhau mà số 4 1.650.000, đi kèm là được một mũi nha. Đó, bảo test cho anh chị mình xem lúc mà xài. Mới được mấy cái mà nó đã banh luôn cái khúc gỗ rồi anh chị à, toát luôn nha. Đó, số 4 1.650.000, con nào cũng đẹp nha, tem còn mới nguyên hết luôn. Để anh chị mình xài tay cầm zin, xài có trợ lực bằng cao su rất là đã nha. Rồi tiếp tục số 5 luôn, con này cũng giá cũng thế luôn. Số 5 1.650.000, có mũi đi kèm nha, tay cầm cũng có luôn. Đó, máy này đục thì dàn cơ rất là đều và cực kỳ khỏe luôn. Đó, những con này hầu như là anh chị thấy á, về số lượng ít nhưng mà bảo bán rất là nhiều. Đó, anh chị tuần trước là mua một lần không có hàng bán rồi nha, hàng Nhật hết 4 cây thôi nha. Rồi tiếp tục mình qua khoan pin nè. Đó, khoan pin nguyên hộp như này, một pin một sạc, một cục sạc nữa nha. Đó, mức giá anh chị mua con này số 6 có 250.000, được một con máy pin như này rồi. Đó, 250 thôi, số 6 nha, 250. Cục sạc nó là cục to này, không phải cục này đâu, cục này của máy laser. Đó,
con này á về bắn vít thạch cao thoải mái, có một con thôi, số 6 250.000 đó, rẻ chưa, rất là rẻ luôn. Rồi tiếp tục nè, số 7 nha, pin chọt Hitachi đó, pin chọt Hitachi, con này cũng thế luôn. Con này là pin chọt nha, 3 cell, số 7 có 220.000, có sẵn như này luôn, đồ nghề phụ tùng quá trời, một pin một sạc, vừa bán vừa tặng anh chị luôn, số 7 220.000 nha. Rồi tiếp tục khoang pin nội địa nè, con này á thì nó là pin chọt nha anh chị nha, đó pin chọt, để cục sạc qua cho anh luôn. À con này không có cục sạc, con này sạc lớn nha, dòng này thì nó xịn hơn, dòng này xịn hơn, có báo pin luôn. Con này là chính hãng chịu nhập nổi luôn, số 8 nha, hàng nội địa 300.000 à. Thùng thì bảo có những cái đồ mà ba cái đồ này bảo cho anh chị mình luôn, vừa bán vừa tặng luôn. Đó là số 8 300.000 một bộ. Rồi tiếp tục số 9 nè, con này là Kento hàng nội địa nha. Đó con này thì anh chị biết rồi, bảo bán khá là nhiều luôn. Ba chức năng con này, đặc biệt là ba chức năng múa luôn, đầu là ba sản phẩm máy pin này 10 ly hết. Đó con này ba chức năng, motor từ, số 9 có 400.000, hai quả pin luôn, một sạc mới có 400, quá rẻ luôn, vừa bán vừa tặng chứ không làm gì hết. Đó đi kèm phụ kiện nó còn lơ sơ vài thứ nè, để nguyên nha. Ba chức năng, motor từ, hai pin, một sạc, 400.000. Rồi bảo lên máy mài Nhật nha. Con này là Hitachi, Hitachi chữ dập nổi trên máy này, số 10 nè. Đó, ghi rõ thương hiệu, hàng xịn nha, bảy Nhật, dây zin luôn, em ru. Đó, mức giá số 10 có 380.000, được một con máy mài Hitachi Nhật nè. Số 10, 380.000. Rồi tiếp tục ma test hàng xịn nè, dây zin đầy đủ hết, con này thì chắc chắn là êm rồi nha. Đó, bảo là cái công... lên rồi, lên hết rồi. Em ru nha, ma test hàng xịn nè. Đó, ma test này là ma test hàng xịn này, dây zin số 11 này có 450.000, êm dữ không? Hàng bài về nó đẹp mà nó rất là êm luôn. Số 11, 450.000. Rồi tiếp tục mà số 12, máy mài bốt nha. Đó, con này test âm thanh cái xem, êm luôn nha. Đó, máy mài bốt 6-100. Đó, chỉ nổi bốt này ở trên máy nha, êm ru luôn. Con này số 12 có 320.000, do hơi xấu tí xíu, số 12 nha. Rồi tiếp tục 7-100 này, những con này thì khỏi phải bàn luôn, về con này nó êm dữ lắm nha, rất là mạnh luôn. Đó, mua mới tới 1.400.000 mấy chục nghìn, giờ hàng bãi về mà có 600.000, số 13. Đó, con này thì rin 220 hết luôn, số 13 nha. Bốt 7-100, bốt xịn nha, bốt Đức á. Con này số 13, 600.000 thôi. Rồi tiếp tục máy mài cờ rau này, có lưỡi nè, con này là công tắc đua nha, em ru luôn, còn khá là mới, số 14 này, mức giá chỉ có 450.000, có lưỡi sẵn như này luôn, là máy mài một tắc nha, số 14, 450.000. Rồi tiếp tục máy mài Hitachi nè, con này dây quá trời dài luôn, dây cực kỳ dài, em ru nha. Đó, em cực kỳ luôn, số 15 này, Hitachi máy mài với mức giá 450.000. Đó, những con này thì khỏi phải chê, âm thanh êm, nhầm còn quá êm luôn nha. Tiếp tục số 16 nha, bảo lên cho nó nhanh một tí xíu, anh chị nào á đặt sản phẩm nào mình cứ gọi điện trực tiếp nha, nhắn tin xong là người ta chốt hết rồi. Đó, 16 này, máy mài cờ rau thân tay dài tay bóp nha, cùng êm luôn. Số 16 nha, máy mài lớn một tấc mà rất là lớn nè, 16 có 470.000 thôi, máy to cỡ này hình cá mập nha, 16 470.000. Rồi tiếp tục máy mài phê pha này, hàng nội địa luôn nè, số 17 nè, em ru luôn, em mà con này chắc bảo nghỉ lộ giá rồi, thôi bán luôn, có 300.000 nè, vừa bán vừa tặng luôn, số 17 nha, 300.000, hàng nội địa như này, đó cực kỳ êm mà màu nó rất là đồ luôn, bóng nha, mình xài lâu nó bóng lắm nha, không phải như hàng nhái là xài nó bạc đâu nha, những con này hàng xịn, số 17, 300.000. Rồi tiếp tục số 18 nè, máy khoang ma test xịn nè, có 450.000 mà máy này á là đầu 13mm, có bệ nhôm hai chức năng nha, hàng xịn như này á, đi về như này, hàng bãi như này là khỏi phải chê rin hết, có cái thay giắc thôi. Đó, 18, 450.000, đầu 13mm, máy ma test
Rồi tiếp tục bảo lên máy khoan bốt đất nha. Đó, con này là hai chức năng này, mũi gài nha anh chị nha. Đó, đảo chiều ở bo này. Con này á anh chị mua này, đó nói chung là còn khá là đẹp luôn. Như này hai chức năng nha, số 19 có 800.000 thôi là được một con bốt xịn như này, tay cầm còn đầy đủ, máy thì zin hoàn toàn hết luôn. Con này á bốt đức nha, số 19 có 800.000. Đó, quay thiết kế ngoại hình này, con này là khỏi phải chê, về là bán luôn. Đó, hai chức năng nha, không phải một chức đâu. Rồi tiếp tục máy mài bốt xịn nè, con này số 20. Đó, 20. Đó, con này máy bốt nha. Đó, với mức giá con này số 20 300.000 thôi, hơi cũ tí xíu nhưng mà hàng xịn, bán giảm giá cho anh chị mình luôn. Số 20 300.000 nha. Rồi tiếp tục số 21 nha. Con này Bảo ghi nhầm rồi á, 21 không phải 22 đâu. Đó, Bảo sửa lại cái nha, cả nhầm. Đó thôi, báo giá cho anh chị được rồi. Số 21 đi, 21 nha. Máy khoan ba chức năng đét tông thương hiệu Đức này, con này mới nha, mới xài thôi, ba chức năng, mức giá là số 21 có 700.000 thôi, mới đẹp như này, 700.000 một cây, rẻ đúng không? Đó, cực kỳ rẻ luôn. Rồi tiếp tục hàng hệ bốt nha, con này đặc biệt của nó là dây rin này, bảy Nhật bảy Đức mà, con này là chính hãng, hàng xịn bốt luôn, tem này, tem bốt là tem nhôm luôn nha, đóng ở trên máy luôn, con này là khỏi phải chê, đẹp luôn nha. Đó, hai chức năng, khoan không nè, khoan đục. Máy lớn như này, hàng hiếm, hàng hệ nha. Mức giá con này có 1 triệu thôi, 1 triệu đúng nha. Con này sao có 900 nữa hả? Vậy là chắc Bảo nói sai rồi, số 22 bán 900 luôn, rẻ hơn máy hồi nãy luôn anh chị ạ. To như này, anh chị mà khoan bê tông con này, cái nòng của nó thôi á là khoan cực kỳ khỏe, trâu máy lớn nha. Đó, rồi, số 22 900.000. Rồi tiếp tục máy ba chức Senkyo thương hiệu Nhật này, con này số 23 nha, mức giá con này 650.000, ba chức năng vừa rẻ, công suất lên đến 1050W luôn. Đó, xài đã nha. Đó, lực lớn luôn, để anh chị mình xài. 24 nha, DCA máy mài, máy cắt đa năng chứ, một tắc mốt. Công suất con này tới 1.200 lượng anh chị ạ. Đa năng cắt gỗ được, bê tông được, gạch được luôn, có lưỡi gỗ đi kèm. Mới như này thì nó sẽ êm rồi nha, êm ru luôn. Đó, cực kỳ êm, để anh chị mình xài luôn. DCA 1 tắc mốt nha, số 24 có 450 một cây ạ. Rồi tiếp tục mình qua ma test xịn này. Con này thì hàng rin nha, nhà máy là Thái Lan. Êm nha, con này khỏi phải lo về giá luôn. Số 25 có 650 à, mua mới là tới 1.4 triệu mấy lần nha. Đó, lấy con này về xài, rin hết như này, xài khỏi phải chê luôn, ngoại hình đẹp mê luôn. Số 25 650.000. Rồi con này số 26 nha, con này thì bể rồi nè, bể cái phần này, quay rõ ràng, ngày mai được tán, bán thanh lý thôi, hàng bài mà nó bể cái chốt này, do là mình đấu á, nguyên lô nha. Êm lắm nha, bể cái này thôi, mai có tán sẵn, có 250, 26 em vu luôn. Đó, những con này là khỏi phải chê, mua về là xài rất là trâu bò, lì cực kỳ luôn. 26 cắt gạch, cắt gỗ, cắt bê tông, lưỡi một tắc mốt, hàng bại 26 nha, 250.000. Rồi tiếp tục con này là ngày trước Bảo bán con rồi nè, mà con này là của anh khách kia gửi bán tiếp tục. Lưỡi một và 2 tắc 3 nha, cắt gỗ lưỡi 2 tắc 3 mà anh chị mua tối ngày hôm nay, con này người ta gửi bán thôi, chứ con trước là Bảo bán tới 1.500.000 á, mà tối ngày hôm nay mình lấy con này số 27 cắt gỗ bốt xịn nha, bốt đức nha, 1 2 tắc 3, máy lớn như này, nguyên đầy đủ như này, có 1.1 triệu thôi. Đó, số 27 nha, rin toàn bộ hết luôn. Đó, anh chị lấy con này khỏi phải chê, bốt đức nha, he duty lưỡi lớn 2 tắc 35 nha, để anh chị xài. Rồi tiếp tục đục Makita, mà con này hơi xấu. Đó, con này là số 28 nha, mức giá chỉ có 750.000 thôi, một con đục như này rồi. Đó, con này hơi xấu nha, vì những con này Bảo thâu vào nên là giá nó khác, nó rẻ hơn. 28 750 này. Rồi tiếp tục
Số 29 là hai chức năng laser là khỏi phải chê về thương hiệu này rồi, bảo bán quá trời nhiều. 29 nha, hai chức năng này mà anh chị mua tối ngày hôm nay cũng rẻ quá trời quá đất luôn. Có 650 chứ nhiêu. Đó, vừa khoan được, vừa đục được, máy lớn nha, máy to trà bá như này luôn. Đó, đặc biệt nó có thể là chuyển được cái cấp nhông ở bên hông này. Đó, đặc biệt dòng này nha, hàng này khó lắm, mức giá nó cũng cao nữa. Đó, có 650, số 29 nha. Rồi tiếp tục Makita nè, hàng xịn nè. Đó, những cái này là toàn là tem Nhật không. Để anh chị số 30, 1 triệu 3 nha, 1 triệu 3. Đó, người ta dán tem Nhật sẵn đây. Dây thì dây đầy đủ cho anh chị mình luôn. Đó, dây còn dây rin luôn, dây Nhật luôn nha. Đó, số 30, 1 triệu 3 nha. Con này á, do nó hơi xấu, do bảo chưa có vệ sinh á, nên là giá 1.3 triệu, chứ vệ sinh xong phải 1.7, 1.8 triệu. Đó, về anh chị tự vệ sinh nha. Đó, có 1.3 triệu là số 30 này, Makita hàng Nhật bài. Rồi tiếp tục số 31 nha, máy đục Hitachi nòng lớn nè. Đục này đục hệ không à. Đó, con này là hàng Nhật chính cống rồi. Số 31 dây quá trời dài luôn. Đó, âm thanh thì con này đem cái cục kia ra khỏi khác luôn. Con này khỏi phải chê rồi nha. Đó, nòng lớn nè. Đục ghê lắm anh chị ơi. Con này máy sắt to Hitachi Nhật này, mức giá số 31 có 1.2 triệu thôi. Rồi tiếp tục, con này là đúng lý là gửi đi rồi anh chị à. Đó, nhưng mà anh kia anh bom mất tiêu, bán rẻ luôn. 2x35 nha, hàng nội địa này. Con này là máy cắt đá, cắt cột bê tông. Anh chị lấy con này á, có 900.000 thôi. Đó, hàng nội địa nha, 900.000 là số 32. Mua con này thì mắc thôi rồi luôn. Số 32 có lưỡi sẵn như này, mua phải mấy trăm nghìn rồi nha. Lưỡi 2x3 nha. Đó, với mức giá chỉ có 900.000 là số 32. Rồi tiếp tục số 33 này, số 33 nha. Đó, mức giá là 250.000 là thùng, thùng LS, thùng lớn nha. Chiều dài thùng lên đến là 46 nha. Đó, LS này, kích cỡ thùng, đặc biệt bên trong á, thùng này lớn nhất rồi. Đó, bảo thanh lý luôn. Đó, đựng được 3-4 con máy mài là chuyện bình thường. Đó, hai ngăn này, nhựa cao cấp đứng lên thoải mái. Bên ngoài có hộp đựng ốc vít nè. Đó, nhựa cao cấp nha, thương hiệu LS nè. Số 33, thùng lớn nhất rồi nha. Tại cửa hàng bảo chiều ngang là dài 22, chiều cao 20, chiều dài tới 46-47 gì á. Đó, để anh chị đựng đồ nghề nha. Đó, bên hông này nó có quai để anh chị xài. Rồi tiếp tục số 34 nha. Đó, con này là thùng này nhỏ hơn, chiều dài khoảng là 42 thôi, chiều ngang 18, chiều cao 18, với mức giá 200.000. Đó, quai inox này. Đó, với mức giá rẻ, con này đựng khoảng chắc là một khoang một mài với đồ nghề thoải mái luôn. Đó, như này số 34 có 200.000. Rồi cắt gỗ là cắt cỏ nhá. Đó, có lưỡi sẵn như này rồi, cục sạc này, có nguyên hộp bên trong nha. Bên trong thì công ty cho sẵn rất là nhiều, cả đống lưỡi luôn, để cắt gỗ này, lưỡi nhựa, lưỡi sắt này, khóa mở này, pin sạc luôn nha. Đó, khóa bảo vệ luôn. Con này bảo tiến hành test thử cái đi nha. Đó, nó rất là dài như này, có thể là thu gọn ngắn lại nha, để anh chị cắt cỏ bằng pin. Em ru luôn nha. Đó, cầm như này là anh chị chơi luôn. Rồi tiến hành test cắt gỗ binh, rất là đà luôn. Có thể là thu cần ngắn dài lại được nha. Bảo tiến hành thu cho anh chị mình này. Đó, thu như này lại nha. Xài bằng pin, pin là thương hiệu Hitachi 198V nha. Một pin một sạc chống giật này. Dòng này phải có chống giật, máy lớn pin 10 cell. Đó, để anh chị xài pin thì chắc chắn là phải dòng xả cao rồi nha. Để mình xài, mức giá con này là số bao nhiêu đây? Số 35 có 1.050.000 à. Là một bộ như này. Bộ này nó khá là dài, đóng cũng khá là mệt nha. Rồi tiếp tục lên máy hàng mà hàng thanh lý, hàng bom này, bảo xả cho anh chị mình luôn. Đó, những con này thì để lâu quá trong kho rồi. 1 triệu MMA 200S nha, 1.350.000. Tối ngày hôm nay mình mua có 900.000, mới như này. Đó, hàng bom để lâu nó củ dây luôn, 36 còn có 900.000 thôi. 200S này là có đồng hồ này, chống giật, hàng điện yếu, thương hiệu Rotec này. Đó, để anh chị yên tâm xài nha. Cọc hàng cọc mắt là để nhân viên bảo test nên lấy bỏ vào đóng luôn. Hàng bom về ở nhà xài nha. Rồi tiếp tục số, con này có số
Rồi số 37 nha, có thùng như này luôn. Có tay cầm rất ấp, tay cầm to dữ không? Có thùng như này số 37 nha. Đó, hàng nội địa luôn, 37, máy khoan, máy lớn cò điều tốc này. 37 có 400 nghìn thôi, con này lực búa chắc cũng rất là khỏe luôn. Điều tốc hết cỡ xem. Tăng lên nha. Công suất con này 850W được nha. Đó, rất là khỏe, có thùng đựng luôn. Con này số 37 có 400 nghìn thôi, có sẵn thùng to như này để anh chị xài. Rồi tiếp tục số 38 này. Con này là máy trà tường nha. Thì anh chị mua thì con này sẽ được bảo cho một sợi dây để anh chị mình dây ruột gà nha. Vì anh chị mình có túi bỏ vào. Con này không test đâu, bụi lắm. Có chỉnh tốc đầy đủ cho anh chị mình xài này. Chỉnh tốc số 38 có 400 nghìn thôi. Trà tường 1 tấc 8 nha. Rồi tiếp tục số 39 nè. Máy hàng Prowell nha. Đó, con này thì hầu như về là bán hết. 39 nè, có 950 nghìn. Được bảo ra dây cho là 2m, 3m để anh chị mình xài nha. Đó, lúc mà anh chị xài á, là có dòng hàng cơ. Vì dòng này là hàng nội địa nên nó chỉ vậy thôi. Đó, cọc thì ra sẵn, bên trong là kháng đồng, bo thì bo lớn nha. 39, 950 nghìn. Rồi tiếp tục máy rửa xe nè. Đó, Osaka thương hiệu Nhật nè. Con này là công suất 2.800W mà mức giá tối ngày hôm nay anh chị mua nè. Đó, nguyên đầy đủ như này, súng đầy đủ luôn. Đó, lọc rác có sẵn như này. Có 900 nghìn là số 40 có chỉnh áp nè. Công số 40, 900 rửa chứ bảo nhầm. Đó, 40, 950 nghìn nha. Có chỉnh áp, đồng hồ báo áp, dây thì cực kỳ dài, 15m. Số 40, 950 nghìn. Rồi tiếp tục số 41 nha. 41 thì con này là laser Yamasu này, 389HD. Mức giá là bảo đang bán ở trên video là 1.500.000. Riêng tối ngày hôm nay đi kèm là hai pin lớn này, dàn cơ con này trà bá luôn. Đó, mức giá có 800.000 thôi. Số 41, hai pin, một sạc, một thùng nhôm như này. Giá bán rẻ cực kỳ luôn. 41 laser 5 tia xanh nha, dàn cơ khủng, 41 800.000, thùng đựng đẹp. Rồi tiếp tục 42 nè, thương hiệu Lazerbot nè. Đó, remote điều khiển từ xa rất là xịn nè. Đó, cực kỳ đã luôn, remote không là thấy chất lượng rồi. Thùng đựng đẹp nha, đi kèm là hai pin lớn luôn để anh chị mình xài. Pin cực kỳ to, bóng thì con này sáng nhất bây giờ luôn để anh chị mình xài. Đó, hai pin xanh luôn nha, bóng lớn, dàn cơ con này đẹp cực kỳ luôn. Đó, thùng lớn như này mà con này bán quá rẻ luôn. Mã của máy là BS588LD nha, tức là bóng LED. Đó, bóng LED này là bóng LED sáng xa, 450m là bình thường. Số 42 có 1.150.000, quá bèo luôn nha. Rồi rẻ hơn một tí xíu, anh chị lấy cho bảo con Akuya vàng. Bán những con bốt này với là những con này bán chạy cực kỳ luôn. 43 laser 5 tia xanh nè, bóng LED thương hiệu Nhật mà giá anh chị mua con này có 800.000 thôi, 5 tia xanh. Con này thì sẽ đi kèm một pin lớn, một khay pin nha, một sạc mà mức giá 43 có 800.000, cực kỳ rẻ luôn. Hầu như là bán là về là cháy hàng nha. Rồi mình qua 44 nè. Máy bơm chìm Nhật nè, đó, dây zin nè, em ru đang chạy nha. 44. Cái phần này ốc là toàn là inox hết, vỏ inox nè. Không có làm gì hết, anh chị mua số 44 là 800.000. Đó, cho nó nhanh nha. 44 800.000, bơm bại Nhật, máy lớn 1.5HB nha. Đó, máy lớn 1.5HB. Rồi tiếp tục bảo qua cắt sắt Nhật nè. Cắt sắt Nhật nha, dây Nhật luôn, dây rất là to. Con này là 45 nha. Đó, như này khá là êm luôn. 45 được triệu mốt. Bảo chưa có vệ sinh gì, có eco sẵn luôn nha. Đó, eco sẵn. Con này là Shikawa nha, Shikawa Nhật nha. Hàng này thì khỏi phải chê, xài rất là bền. 45, 1.1 triệu nè. Tiếp tục 46 này, con này zin toàn tập, còn tem chính hãng của máy luôn. Đó, anh chị mua con này mức giá có 1.4 triệu à. Em ru 46 nha. Cắt sắt 355 Matex. Đó, thương hiệu Nhật. Con này thì số 46 hàng xịn. 1.4 triệu nha. Rồi tiếp tục số 47 nè. Con này là cắt nội địa nè, gông ghi nè. Đó, mức giá mới đẹp, con này đẹp nha. 47, con này đẹp toàn bộ luôn, máy đầy đủ như này. Đó, eco nguyên hết luôn.
mà mức giá có số 47 có 900.000 thôi nha. 900 là có một con đẹp như này rồi, có tem chết mẹ và bảo hành luôn này. Rồi tiếp tục, số 48 này, con này là hư gắt te, bản thanh lý luôn, e tô máy còn nguyên hết luôn, test thử âm thanh cái đó, cái phần gắt te hư thôi, còn bình thường. Con này sao nó không chạy, ngày đó test chạy rồi nha anh chị nha. Đó, anh chị nào mua số 48 này 700.000 nha, là có một con rồi đó, chắc là đứt dây rồi đó anh chị ạ. À, mới test chạy xong thì anh chị nào mua hư eto thôi, còn là toàn bộ là bao rim 48. Rồi tiếp tục, bàn đẩy gạch Ryobi QC nha, hai thanh này để anh chị mình xài đó. Con này là đầy đủ ti inox này, còn toàn bộ mới đẹp như này. Đi kèm thì bảo sẽ cho dao, một dao sẵn nha, mức giá 49 bàn 8 tắc nha. Đó, có 1.1 triệu à. Đó, con này về chắc bảo nghỉ mới xài, chắc tầm một công trình chưa xong luôn á. Đó, mới đẹp như này, hai ti đẩy dòng cao cấp, 1.1 triệu, số 49 nha. Rồi tiếp tục, số 50 này, máy đục lớn nè. Con này thì đục lớn nha, những con này thì máy hầu như là máy lớn không. Đó, máy đục đen, con này thì bảo test sức mạnh nha. Con này thì đục thì khỏi phải chê luôn. Ừ, 3mm nha, 3mm lớn, số 50, 1.250.000, 1.250 nha. Rồi tiếp tục, số 51 nè, máy đánh bột tua chậm nha, con này là đánh bột nè, tua chậm nha, 3 nhông, đầu 16mm, mức giá con này thì anh chị mua là số 51, 500.000, có cần sẵn luôn nha, về thích tháo ra chế khoang bàn cũng được luôn. Rồi 52, máy đầm dùi, dây sẵn, đi kèm là 4m như này, dây dòng, dây là bổ vải chắc chắn như này nha. Số 52 có 750.000 à. Con này thì êm khỏi bàn rồi nha, xài đầm dùi motor, dây dài thòn luôn, mà anh chị mua đó đang chạy nha. 52, 780.000. Rồi tiếp tục, con cuối cùng nè, máy đục Hitachi nha. Đó, con này thì số 53, 1.950.000. Hitachi thì nó, đó, con này thì rất mùi rồi, nhát tét quá. Rồi để bọc búa vào cho nha, test cho anh chị mình xem luôn. Con này mùi búa bóng bể. Đó, test thực tế luôn. Số 53, 1.950.000 nha. Đó, tối ngày hôm nay bảo về cũng mấy năm mấy số hàng bài, thì anh chị nào á thích hàng cũ, hàng bài Nhật, mình đặt mua ngay vì số lượng giới hạn nhá. Đó, một máy chỉ có một con, đặt thì liên hệ ngay cả hết hàng. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay tại đây.